rất là nhẵn mịn như là bóng bẩy. Những cái sản phẩm này chúng ta kê vào một cái góc ở trong phòng khách rất là đẹp, như là có thể xem thời gian và trang trí thêm cho cái không gian phòng khách nhà mình thêm phần sang trọng như là lịch sự. Vâng, cơ sở đồ gỗ Tùng Tám xin kính chào các bác nha. Hiện tại đang là buổi sáng của ngày 24 tháng 12, và hôm nay là cũng là ngày Giáng sinh. Thì thay mặt cơ sở đồ gỗ Tùng Tám là xin kính chúc các bác khách hàng, những người đang quan tâm yêu mến kênh đồ gỗ Tùng Tám, thì một ngày Noel an lành và những là vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Thì trong buổi sáng ngày hôm nay thì em có hoàn thiện xong 2 chiếc đồng hồ cây bằng chất liệu gỗ hương. Bộ sản phẩm này thì chúng tôi làm theo đơn đặt hàng của gia đình nhà anh chị Trường Oanh tại xã Xuân Thủy, Thanh Thủy, Phú Thọ. Đây, trước mặt quý vị là hình ảnh tổng thể của 2 chiếc đồng hồ đây. 2 chiếc đồng hồ này sử dụng là chất liệu gỗ hương đá quý vị nhé. Và chiếc bên trái màn ảnh quý vị đây là có kích thước là cao là 1m8. Chiếc bên phải này thì là cao là 2m1. Và chiếc này là chúng tôi là làm theo mẫu là đồng hồ tứ trụ, tuy nhiên là mẫu hộp và phong cách là phong cách của châu Âu. Và chiếc bên này thì là mẫu này, mẫu chim đại bàng. Đây thì để vào đi vào đường nét chi tiết hơn từng chiếc cho quý vị có thể quan sát. Đây, trước mặt quý vị là chiếc cao 2m1 đây. Thì bên trên này thì bao gồm những cái hoa văn họa tiết cổ điển của châu Âu, cũng như con song, quý vị có thể hình dung và tưởng tượng là những cái ngôi nhà ở châu Âu. Toàn bộ phần mặt đồng hồ là mạ vàng quý vị này. Đấy, và có chuông nhé, cứ mỗi giờ là nó sẽ đánh chuông đây, nó sẽ bật chuông để mồi cho quý vị. Nó toàn bộ đường nét họa tiết đây. Bên dưới này là có quả lắc này. Thì cái mẫu này khá là đơn giản. Tuy nhiên là những đường nét hoa văn chạm khắc CNC này thì quý vị sử dụng là rất là dễ lau chùi này. Rất là đẹp, rất đẹp và sang trọng cho tôn vinh cái vẻ đẹp không gian phòng khách nhà quý vị này. Tiếp theo chiếc bên này là chiếc này là theo mẫu là mẫu chim đại bàng quý vị nhé. Mẫu này mẫu chim đại bàng. Bên trên thì có được điêu khắc một chú chim đại bàng này. Đó. Trên nền là nền chất liệu gỗ hương đá. Tôi sẽ bật chuông lên. Đó. Thì hôm nay là cũng vào là ngày Giáng sinh thôi. Vị nghe thì tiếng chuông rất là hay. Rất là hay. Toàn bộ mặt đồng hồ màu vàng rất là đẹp. Bên dưới là cũng có quả lắc. Sản phẩm thì đã hoàn thiện sơn PU bóng rồi quý vị nhé. Rất là nhẵn mịn như là bóng bẩy. Những cái sản phẩm này chúng ta kê vào một cái góc ở trong phòng khách rất là đẹp, như là có thể xem thời gian và trang trí thêm cho cái không gian phòng khách nhà mình thêm phần sang trọng như là lịch sự. Đây, 2 mẫu đồng hồ cây đây của gia đình nhà anh chị Trường Oanh tại Xuân Thủy, Thanh Thủy, Phú Thọ. Vâng, quý vị nào có nhu cầu thì có thể liên hệ trực tiếp tới xưởng đồ gỗ Tùng Tám. Cơ sở địa chỉ tại Văn Khúc, Cẩm Khê, Phú Thọ, và số điện thoại là 0957 510 806. Rất cảm ơn quý vị đã bớt chút thời gian để xem hết cái video clip giới thiệu sản phẩm này. Mọi người quan tâm thì đừng quên bấm like và đăng ký kênh để có thể theo dõi những sản phẩm mới nhất từ kênh. Xin chào mọi người nhé.